Sau đây tôi sẽ demo bài, đó là tấn công chiếm quyền sở hữu điện thoại di động smartphone BlackBerry Z10 chạy hệ điều hành BlackBerry. Thì như chúng ta thấy ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của những chiếc điện thoại thông minh smartphone, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong công việc, đúng không ạ? Nhưng đôi khi nó cũng gặp rất nhiều rắc rối và phiền toái. Bởi vì sao? Dữ liệu trên điện thoại smartphone của ta, chúng ta để rất nhiều những dữ liệu riêng tư, rồi dữ liệu quan trọng. Chúng ta thử nghĩ xem một ngày nào đó những dữ liệu đó bị rơi vào một tay attacker hay một tay hacker mũ đen nào đó, đúng không ạ? Thì hậu quả nó sẽ thế nào đây? Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải có những cái cách phòng chống cho việc tấn công chiếm quyền sở hữu này. Có thể là chúng ta cài đặt những chương trình antivirus update mới nhất, rồi là không nên tải những cái ứng dụng không rõ nguồn gốc hay cài những ứng dụng không rõ nguồn gốc ở trên kho ứng dụng của hệ điều hành. Đấy, thì đầu tiên tôi sẽ liệt kê ra các bước như sau. Thứ nhất đó là rồi tôi đã tạo thành công một con mic đó. Rồi, chuyển Mavica. Sau đó tôi sẽ dùng tôi sẽ gửi con mic đó này tới điện thoại di động của victim, có thể thông qua việc đó là gửi mail hoặc là up lên Google Play có ứng dụng của Android. Thực ra BlackBerry 10 thì có thể là chạy được các ứng dụng của Android, đúng không? Up lên kho ứng dụng, sau đó là victim hay người dùng tải cái con macro này về và cài đặt, thì khi đó sẽ tạo ra một cái lỗ hổng cửa sau và attacker có thể là chiếm quyền sở hữu thông qua lỗ hổng cửa sau này. Bây giờ tôi sẽ gửi, có thể là tôi chọn cách đó là gửi mail cho victim bằng cách tôi sử dụng một cái website đó là Lâm Xe. Rồi, sau đó tôi sẽ thực hiện đó là xe email. Xem thành công. Tiếp theo đó sẽ tấn công hệ điều hành.
Thì tấn công hệ điều hành thì chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng đó là Metaploit Framework. Công thông qua backdoor chúng ta sẽ phải sử dụng kiểu tấn công chúng ta. Ok, tôi đã chiếm quyền thành công máy BlackBerry Z10. Tôi thử xem success info Z10 giá tương đương với điều hành 4.3 đúng không? Thì ở chỗ này là nó sẽ trong dữ liệu nó không chứa cái hệ điều hành BlackBerry Z10 của BlackBerry 10, nên là chỗ này nó sẽ ra này chứ không phải BlackBerry Z10 sử dụng Android 4.3. Rồi một vài câu lệnh chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta thấy là có thể xem các cuộc gọi gần đây hoặc là xem tin nhắn đúng không ạ, gần đây đăng SMS. Ok, có 4 tin nhắn gần đây được lưu ra một cái file đó nó nằm đây. Đây. Rồi, tôi sẽ mở lên xem một chút. Rồi, tôi sẽ mở cái. Đây là những tin nhắn mới nhất. Rồi, những tin nhắn còn lưu trên điện thoại. Ngoài ra tôi có thể xem những cái cuộc gọi gần nhất đó là đăng đăng Khôn Session 2 xem gọi rồi xem danh bạ đúng không ạ, đăng Sự công tác ok và chúng ta thấy rất là nguy hiểm, bạn sẽ bị mất hết. Đây, chúng ta vào xem danh bạ. Contact đăng. Ok, bây giờ tôi sẽ mở. Đây, chúng ta thấy quá nguy hiểm đúng không ạ? Rồi, hoàn toàn có thể xem được webcam đúng không? Các bạn có thể xem webcam
là xem trộm webcam mà đối phương không biết, mà victim không biết. Có thể xem nếu điện thoại có webcam trước, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng webcam trước, webcam lead để xem có bao nhiêu webcam. Rồi có hai webcam back và front, trước và sau. Tôi muốn xem webcam thì có thể webcam trước, webcam start và chụp ảnh, đúng không? Start. Đây là hình ảnh webcam. Và đây là hình là webcam stream là quay trực tiếp. Còn webcam sát là chụp ảnh tại một thời điểm nào. Chúng ta có thể xem LS. Ok. Rồi, có thể CD về. Rồi, LS. Đây là những thư mục ở trên điện thoại di động. Ở đây chúng ta có thể vào MNT để xem dữ liệu CD sửa MNT. Trong trường hợp điện thoại này mà có gắn thẻ nhớ, chúng ta có thể là xem dữ liệu trên thẻ nhớ. Rồi, LS. Đây chính là SD cả. Chúng ta có thể CD vào và liệt kê ra dữ liệu, sau đó sử dụng câu lệnh đó là download, sau đó tên dữ liệu và tải về máy. Tuy nhiên ở đây tôi sẽ không dấu ra dữ liệu bởi vì trên máy có những dữ liệu rất quan trọng. Đấy, hoặc là chúng ta có thể vào data, đúng không? CD vào data, CD shape data, ok, LS. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều các câu lệnh khác nữa. Muốn xem các câu lệnh chúng ta gõ. Ok. ID là user, xem IP, LCD, background, rất nhiều câu lệnh tạo ra thư mục để tạo file. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể lấy được cell về, câu lệnh cell. Rồi, đã lấy được cell. PVD, xem đang ở đâu, đang sược, đúng không ạ? LS. Download assist, câu lệnh download ở master printer assist download cái gì đó, đúng không ạ? Chỉ ra tên hay là upload upload cái gì đó lên điện thoại. Tôi sẽ trình bày đến đây thôi.